Xin chào các bác. Đây là hàng nhà em ngày 19 tháng 2 năm 2022. Có nhiều rất là nhiều loại lan và đang ra nụ, đang ra hoa cũng có rất là nhiều các bác ạ. Hàng vừa về sáng nay. Đấy, bác nào cần biết chi tiết hãy liên hệ với cái số điện thoại em để trên màn hình nha. Tại vì tại thời điểm này thì em không nắm được giá cho nên là em cũng không thể báo giá với các bác được. Bạn nào cần muốn biết chi tiết hãy liên hệ với số điện thoại hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo vào số đấy cũng được, nhắn tin Messenger cũng được, nhắn tin SMS cũng được. Đây một số cây, đây là hình như là hoàng nhãn hay quế nhỉ? Hoàng nhãn các bạn. Đây hoàng lạp hay là sơn thủy tiên gì đó này. Rất là nhiều các bạn. Kim điệp xuân theo chậu. Một số cây hoàng nhạn hay gì đây. Tại vì có những cây nó hàng lai nó lại có mang một cái tên khác, lai từ cây hoàng nhạn ra. Cho nên em cũng không dành cây dành cái tên lại cho lắm. Đây, hàng nụ đây là chầm rồng đỏ nha các bác nhá. Chầm rồng đỏ thân rất là mập, vừa có nụ thôi là còn một số cây có cả mầm nữa này. Đấy, ví dụ như là cái khúc này về các bác chơi xong hoa các bác có thể cắt ra thành để trồng thêm chậu mới thì các bác có thể nhân được thêm hai chậu nữa. Nên đối với hai cái mầm này có nhiều mầm hơn nữa thì các bác có thể nhân nữa. Tại vì là tới này mùa xuân này nó sẽ mọc ra những cái chỗ mắt ngủ còn lại nữa nếu các bác cắt ra. Đấy, sau khi các bác chơi hoa xong nhé, hoa nụ về này. Mỗi thân như vậy rất là mập, nó thoải mái mà nuôi cái thân tơ to hơn cả ngón trỏ của em đấy. Và bên cạnh đó thì dưới này cũng có mầm này đấy. Trung bình thì mỗi chậu cứ khoảng 2-3 cái mầm. Như chậu này còn 2-4-5 mầm liền. Đấy, chiều dài trung bình của nó khoảng là 1 này, 2 này, 3 này, khoảng 80 cm nha các bác nhé. Cây này rất là đẹp luôn. Những cái lá vàng này nó không nhằm nhò gì các bạn, nó chỉ là thể hiện ở cái chỗ là nó rụng lá rồi nó để nó ra hoa thôi các bạn ạ. Riêng dòng thân thòng này nhiều bác chơi lan lâu năm đã biết rồi, bao giờ như vậy nó phải rụng lá nó mới ra hoa. Đấy, phải giải thích như vậy tại vì sợ một số bác vừa chơi lan lại không biết, lại tưởng là nó héo vàng vàng úa. Nó héo nó là đặc điểm sinh lý của nó thôi. À, nó vàng, lá vàng gọi là xuống lá đấy. Đây hình như là báo hỷ này. Báo hỷ cũng đang có một số đang có nụ này. Vâng. Tuy nhiên thì do khai thác từ rừng về cho nên là nó không được ok cho lắm rồi, nhưng mà các bác vẫn kịp được xem hoa. Đây là kim điệp nhựa. Đấy, các bác chú ý xem trong màn hình nhé, tại vì có những loại em không biết tên. Đây hình như là hải yến này. Đây là u lồi, thân u lồi rất xanh. Mầm rất là nhiều luôn. Còn đây là hoàng thảo vôi. Bên này là trầm vàng. Bắt đầu ở gần khu vực sân vận động Mỹ Đình, các bác có thể đến ngõ 54 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để tự tay chọn lựa cho mình những cây lan đẹp nhất. Ở dưới này có hoàng thảo kèn này các bác này. Đấy, đang ra hoa nhé. Chính xác là hoàng thảo kèn luôn đây. Bên kia cũng một loại kèn. Hình như là có hai loại kèn thì phải. Em không rõ lắm tại vì hàng vừa về. Bên này là trầm. Thân rất mập và to các bạn ạ. Ngang ngón cái của em này. Nó dài khoảng gang này.
đối với những cái thân này. Không phải thân nào cũng dài một ngang, em đang đo những cái cây mà nó dài nhất. Ui, không phải dài nhất, đây cái thân này dài nhất này, một gang này. Phải hơn 2 gang các bạn, vòng vèo trong kia em không dám rút ra, nó già hỏng hết cây, nhỡ nó có mầm hay cái gì ở gốc thì giật, mình giật ra thì nó hỏng hết cây. Ui rồi rồi, trầm rất là đẹp các bạn, đẹp dã man luôn, để chê đâu được. Đây là ông tu đá này, hoa tím này, đang có hoa luôn các bạn. Hoa loại này rất là đẹp, có cây tím đậm, có cây tím nhạt, cái này thì tùy. Đây là cây gì nữa đây này, bác nào theo dõi kênh nhà em có thể biết tên những cái loại này. À, các bác có thể tìm kiếm với cụm từ lan rừng Thủy Cai cộng với cái ngày phát hành video, ngày các bác cần mua thì sẽ ra cái video ngày hôm đó, tại vì nhà em hôm nào cũng đăng một video, ít nhất là một video. Đen chắc là hoa đen, kia là đỏ chắc hoa đỏ, hình như thiên nga đen, thiên nga đỏ. Ok, bên này có những cây này nữa. Chuỗi ngọc này rất là nhiều, có những hạt ngọc tròn rất là đẹp này. À, chắc hàng theo cân các bạn. Đây sóc Lào đây. Đây là cái cây gì nhỉ? Đây là cái tên ngọc thạch. Ngọc thạch. Hoàng thảo ngọc thạch. Ok, còn nhiều nữa các bạn ạ. Bạn nào cần muốn biết hay liên hệ với em, cái số em để trên màn hình nhá. Thân này bị gãy này, cái giò này em thanh lý hình như là em không nhớ bao nhiêu, nhưng mà đây là cái hàng thanh lý các bạn. Ok, trên này hình như có lan hài nữa này, lan hài hay cây gì ấy? Đúng rồi, cây lan hài, nhưng mà hài gì em cũng không biết tên. Lâu lắm không theo dõi những cái loại này rồi, cho nên em cũng quên hết tên này. Em chỉ đăng video để cho các bác biết, các bác cần gì hãy liên hệ, có thể nhắn tin vào số đó và cần chụp ảnh thì nhà em sẽ chụp ảnh gửi cho các bác luôn. Còn những cái chậu, ví dụ chậu này 200 này, T14 này, em không biết là loại gì. Đây hoa đây rất là đẹp các bạn, bên cạnh đó là nó vẫn có cây, nó có nụ này, chưa hoa này. Chắc là chớp Mỹ CM này. Mầm rất nhiều, cây rất là khỏe vì hàng mới các bạn, mới về. Ok, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video.